Mình sẽ làm dưa hấu quá trời, nó ngon quá trời ngon luôn. Ăn hốt cà rốt, cà rốt, cà rốt, cà rốt luôn. Gì? Cái này là gì bên Sinh? Sinh ăn gì đó? Hấu. Dưa hấu. Dưa hấu. Gửi gì nữa? Watermelon. Tôi chơi vậy nha. Giỏi quá. Ăn cái thứ đó. Ôi, sao nhâm mì, sao nhâm mì, sao nhâm mì, oh my god, sao nhâm mì, ngon không con? Ngon quá trời ngon. Mình sẽ ăn dưa hấu, have a strong muscle, have a big muscle. Giấy đâu, giấy đâu, đâu, nè, giấy này nữa nè con. Ôi, biết vậy. Hiểu hả? Chưa nghĩ nha con. Ủa lâu vậy? Thôi được rồi. Rồi được rồi, ăn cái khác đi con. Ý nói đâu quá. Ui. Đừng có lấy giấy trừ miệng nha. Dưa rừng. Thế vừa. Dưa rừng nếp kinh nha con. Ngon quá.